Mình là Đỗ Hải Đăng và hiện đang học tại khoa luật đại học quốc gia. Hôm nay đến mình đến Ohio để triệt dâu, triệt những buổi cuối cùng để cho nó hết sạch hẳn. Trước đây thì dâu của mình chân nó rất là cứng và nó đen ấy. Thế nên là thường thì mình cạo xong rồi qua một đêm mình ngủ dậy thì là nó đã đen xì hết phần dưới mép. Thế nên là mà mình phải đi hát hò các thứ ấy thì nó đen quá mà cạo nó cũng không đi, cạo nó rách nên là không biết làm cách nào, thì phải tìm đến chỗ mà triệt thôi. Mùa đông thì lạnh nên là việc cạo chạm vào nước lạnh nó đã cảm thấy là rất là ngại rồi, mà khi mà mình cạo thì nó bị rách hay gì thì nó đau, nó buốt, nó sẽ rát phải tầm 1-2 tiếng đồng hồ, thế nên là khó chịu, phải tìm cách để mà triệt nó đi thôi. Nếu mà cạo kỹ với cả vệ sinh không tốt, kiểu không cẩn thận thì nó sẽ mọc mụn, với cả sau khi mà mình làm rách nó cũng mọc mụn lên. Sau khi mà có quyết định là sẽ đi triệt dâu thì mình lên Facebook tìm triệt dâu cho nam giới, thì xem lúc đầu là tìm được ở một chỗ cái trung tâm mà nó giá nó tầm trung trung, kiểu trông nó không được chất lượng cho lắm ấy. Xong rồi mình kéo bao nhiêu trung tâm mình tìm thì thấy Ohio, xong rồi ấn vào xem feedback của khách, xem các video của nhân viên làm việc các thứ, thì so với giá tiền và chất lượng sau khi triệt thì mình cảm thấy là chọn Ohio sẽ là hợp lý nhất đối với mình. Đối với mình thì chất lượng phục vụ của Ohio thật sự rất là tốt, có nghĩa là nhân viên với cả các anh chị ở lễ tân take care mình rất là tốt. Lúc đầu thì hai buổi đầu triệt thì tưởng như là nó sẽ không có hiệu quả, nhưng mà cho đến buổi thứ ba thứ tư thì bắt đầu thấy là nó dần dần dâu nó bắt đầu lão hóa dần và nó bắt đầu chết, nó bắt đầu rụng dần, thì mới thấy là hiệu quả rất là tốt. Nó không phải là gắt hay là gì tác động mạnh lên da mình ấy, mà nó cứ dần dần mà an toàn nó mới hết dần đi thôi, chứ không đấy. Buổi đầu thì cũng hơi giật mình, hơi rát, nhưng mà đến buổi thứ ba là quen rồi thì cũng không thấy rát nhiều lắm, bởi vì sau khi mà dùng tia laser thì có các anh chị nhân viên họ tra nước hoa hồng các thứ vào cho thì nó dịu ngay. Về tổng quan thì em chấm Ohio 9 điểm, còn 10 điểm thì em chưa chắc.